Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 26, Trường Phạt Tổ mẫu ta đã nhiều tuổi lại bị bệnh nặng, còn không biết sống được bao nhiêu ngày nữa. Nhạc ngưng mặc y phục màu xanh nhạt, tóc đen dùng giải lụa buộc lên thành cái đuôi ngựa, khuôn mặt nàng giống hoàn toàn với giang thị, mặt trái xoan ngũ quan tinh xảo, mắt hạnh răng trắng. Nàng tập võ từ nhỏ, cộng thêm đôi lông mày kiếm dài gần đến tóc mai nên khiến cho khí toàn thân nàng cực kỳ uy nghi mạnh mẽ. Chưa kể từ nhỏ nhạc ngưng đã lớn lên dưới khí chất quý tộc uy nghiêm của hầu phủ, chỉ cần nàng đứng yên ở đó cũng đủ khiến người ta sợ hãi rồi. Nàng hiếp mắt, giọng nói cực kỳ nguy hiểm nàng cũng biết chốt ít về mấy người có mắt như mù trong tần phủ này nhưng nàng tuyệt đối không ngờ đến một cái thư nữ trong tần phủ lại dám dùng lời nói như vậy để nguyền rủa tổ mẫu nàng nhạc ngưng siết chặt nắm tay nếu tần sương không phải là một vị cô nương thì chắc chắn đã sớm ăn một quyền của nàng rồi tần sương sợ đến mức hồn lìa khỏi xác cơn tức của nàng bị đè nén nhiều ngày nên giờ chỉ muốn làm cho tần hoan nhục nhã mà thôi nàng chỉ muốn nói tần hoan được thái trưởng công chúa tán thưởng thì cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng nàng quá đắc ý nên không kiềm chế được mình cứ thế nói ra mấy lời rằng thái trưởng công chúa không sống được mấy ngày nữa chuyện này chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nàng mắng trời tường thị càng đáng sợ nữa là tiểu quận chúa nhạc ngưng chính tai nghe được phịch một tiếng tần xương quỳ xuống đất quận quận chúa dân nữ dân nữ chỉ tần sương sợ đến mức nói không lên lời mồ hôi lạnh chảy dọc xuống theo má còn ở bên này tần hoan cũng không nghĩ đến nhạc ngưng bỗng nhiên xuất hiện nàng đứng dậy rồi quỳ xuống cùng với tần sương ngay cả mặc thư và tần tương cũng cùng nhau quỳ xuống diều tâm lan phản ứng kịp nàng cũng vội vàng đứng dậy thân thể nàng không tiện quỳ ở trên mặt đất lạnh lẽo xong cả người liền run dày nhạc ngưng không để ý đến người khác chỉ tiến lên một bước đứng trước mặt tần sương nhếch môi cười lạnh toàn bộ đại chu đều không có một ai dám nguyền rủa tổ mẫu ta ngươi là cái thá gì mà lại dám nói tổ mẫu không sống được mấy ngày nữa tần sương sợ hãi run rẩy dân nữ dân nữ nói bậy dân nữ chỉ là nói bậy hả nhạc ngưng cười lạnh đã phạm sai lầm thì phải trả giá thật nhiều nếu không thì người sống trên đời này ai cũng có thể nói bậy Người có biết là nếu trong nhạc gia quân mà có người dám nói năng như vậy thì chắc chắn sẽ bị cắt lưới không? Tần Sương run cầm cập, sợ đến mức gần như bò lên mặt đất. Cầu xin quận chúa khai ân, dân nữ. Quận chúa. Tưởng thị cũng quỳ dưới đất sắc mặt trắng bệch. Tưởng thị không được phong cáo mệnh, nên địa vị chắc chắn thấp hơn nhạc ngưng rất nhiều. Ban nãy lúc mới gặp nhạc ngưng thì nhạc ngưng thông cảm cho bà là trưởng bối mới không bắt bà phai quy cầu xin quận chúa khai ân, dân phụ quản giáo không chu toàn nên mới để cho nó nói ra câu đại nghịch bất đạo thế này, xin quận chúa giao nó cho dân phụ, dân phụ đương nhiên sẽ trừng phạt nó nghiêm khắc, lấy răn đe làm gương. Giọng nói tường thị rất thành khẩn pha lẫn cả van xin. Đã nhiều năm trôi qua bà ta rất lâu rồi không phải ăn nói khép nép với người ta như vậy. Lướt mắt nhìn về phía tần xương, ánh mắt tường thị như dao găm, hận không thể cạo xuống một lớp da từ trên người tần xương. Nhạc ngưng quay qua nhìn tường thị, nheo mắt. Vậy thì lão phu nhân thử nói một chút, gian đe như thế nào? Khóe môi tường thị hơi giật, nói nhẫn tâm. Xử lý theo gia pháp, trước đánh 20 đại bản, sau đó nhốt lại trong hai tháng chép tổ huấn của tần thị, cho đến khi nào tự mình ăn năn hối cải mới thôi. Tần xương trợn tròn mắt, cho dù nàng là thư nữ, nhưng xưa giờ Lâm thị vẫn không quá nghiêm khắc với nàng. Từ nhỏ bên cạnh nàng có nha hoàn tôi tớ cả đống, ngày thường ngay cả xung đột va chạm gì cũng chưa từng có, huống chi là đánh bằng gậy. 20 đại bản, ngay cả nam tử trưởng thành bị đánh như thế cũng mất đi nửa cái mạng, huống chi là nàng. Tần Sương nhịn không được khóc như mưa, nàng không muốn bị cắt lưỡi, cũng không muốn bị ăn đòn nàng nhìn về phía Lâm Thị cầu cứu, nhưng Lâm Thị là đến đây chung với tưởng thị, lúc này đang quỳ dạp xuống đất cùng với một đoàn tôi tớ ở phía sau lưng nên không nhìn thấy đến nàng. Tần Sương cắn chặt răng sau đó lại quay qua nhìn Tần Tương. Ngũ tỷ tỷ người của nàng từ nhỏ đã được tưởng thị yêu thương, nếu nàng ta có thể lên tiếng. Tần Sương nhìn Tần Tương, Đương nhiên Tần Tương cảm nhận được ánh mắt van nài của nàng ta, nhưng Tần Tương chỉ cúi đầu càng ngày càng thấp. Tần Sương nức nở nghẹn ngào, nghĩ đến bản thân mình sắp bị đánh 20 đại bản, cả người đều ngã nhào xuống đất. Cũng coi như lão phu nhân hiểu rõ đạo lý. Nhạc Ngưng đáp lại một câu hời hợt. Vậy thì bây giờ sẽ nể mặt mũi của lão phu nhân, Lục tiểu thư của quý phủ đành giao cho lão phu nhân rồi. Tưởng thị đang muốn tạ ơn không ngờ nhạc ngưng lại nói có điều mặt mũi của lão phu nhân cũng không dùng được mấy lần đâu hy vọng quý phủ nên trân trọng mặt mũi tường thị nhăn nhó như vừa trúng phải một cái tát cất giọng cứng đờ vâng đa tạ quận chúa khai ân nhạc ngưng nở nụ cười thờ ơ sau đó quay lại nhìn một vòng bây giờ mới nhìn về phía tần hoan cửu tiểu thư ta phụng mệnh tổ mẫu tới đón ngươi đêm hôm qua tổ mẫu hơi không khỏe Hôm nay đón ngươi qua phủ phiền ngươi lại xem bệnh cho tổ mẫu. Đêm qua An Dương hầu phủ xảy ra chuyện như vậy, thái trưởng công chúa vốn có bệnh trong người nên thực sự rất nguy hiểm. Tần Hoan ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt hạnh sáng ngời của Nhạc Ngưng, Nhạc Ngưng khẽ hất hàm. Đi thôi, xe ngựa chờ sẵn ở cửa phủ rồi. Tần Hoan hơi trầm ngâm, lại nhìn về phía Tưởng thị. Tưởng thị cũng không nhìn nàng, chỉ gằn giọng đi đi thái trưởng công chúa coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi nhưng nhớ phải thận trọng tần hoan gật đầu sau đó đứng dậy nhạc ngưng cũng không thèm nhìn đám người tần phủ quỳ trong phòng xoay người rời đi tần hoan chạy đuổi theo còn chưa ra khỏi cửa đã nghe tiếng tần sương đã nhịn không được gào khóc lên phục linh chờ ở ngay bên ngoài nên nghe được hết những gì diễn ra trong phòng nàng đi theo tần hoan đáy mắt không tránh khỏi có chút sảng khoái khi người gặp họa, khẽ nói. Tiểu thư, cuối cùng thì lần này lục tiểu thư cũng nếm phải đau khổ rồi. Phục Linh vừa dứt lời, nhạc ngưng đi đằng trước liền xoay lại nói. Làm người phải lương thiện một chút cũng không sai, nhưng đừng để cho người ta bắt nạt. Tần Hoan cong môi. Tiểu quận chúa cho rằng dân nữ sẽ bị người ta bắt nạt sao? Nhạc Ngưng từ nhỏ đã đi theo nhạc gia quân mà lớn lên, không nói đến chuyện tập được toàn thân võ nghệ, tính tình lại càng mạnh mẽ, nên nàng luôn luôn chướng mắt với mấy nữ tử nhu nhược. Nàng nói câu này vốn là để cho Tần Hoan biết mà mạnh mẽ lên, lại không ngờ Tần Hoan lại trả lời như vậy. Nhạc Ngưng nhíu mày. Chẳng lẽ không đúng? Tần Hoan cười cười, tuy tiểu quận chúa này thân là nữ nhi, nhưng tính tình cực kỳ cương trực hào sảng xin quần chúa yên tâm, chuyện trước đây đã qua rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Nhạc ngưng lại nhíu mày, xoay người đi ở đằng trước, quanh thân nàng dâng trào khí phách, rõ ràng hôm nay trời đầy mây thế nhưng tần hoan nhìn sang lại cảm giác trên người nhạc ngưng như tỏa ra một vầng sáng như ánh mặt trời gay gắt. Lại nghĩ đến vừa rồi nhạc ngưng nói mấy câu trừng phạt tần xương, tần hoan không khỏi sinh lòng cảm phục, Nhạc ngưng tuy tuổi không lớn nhưng trên người đã có một khí tức sát phạt quyết đoán. Mà lần này tuy Tần Sương phải chịu đau khổ, nhưng người thi hành gia pháp lại là người Tần Phủ, đương nhiên sẽ biết nặng nhẹ. Tần Hoan híp mắt, chỉ hy vọng là sau lần này Tần Sương có thể khiêm tốn lại một chút. Mấy người các nàng đi thẳng ra khỏi phủ, nhạc ngưng đi ở trước nhưng vô tình đi nhầm đường. Tần Hoan vừa mới phát hiện ra đang định nhắc nhở thì bất thình lình ở chỗ rẽ xuất hiện hai bà vú già. Trong tay hai bà bê một chậu y phục, bất ngờ va phải nhạc ngưng, bộp, một tiếng cả chậu lẫn y phục bên trong đều rơi xuống đất. Nhạc ngưng bị đụng chúng lùi về phía sau một bước, một tay ôm kín lấy cánh tay của mình. Tần Hoan thấy thế liền bước lên phía trước. Quần chúa, người có sao không? Nhạc ngưng lắc đầu, hạ tay xuống không có việc gì. Hai bà vú già kia vừa nghe thấy hai chữ. Quận chúa. Liền sợ đến mức lập tức quỳ gối xuống đất. Quận chúa tha mạng. Nhạc ngưng phất tay áo, nhìn con đường càng đi càng không đúng liền trao mày. Đường này hình như sai rồi. Tần hoan bật cười. Bởi vì quận chúa đi vào lối rẽ. Vừa dứt lời, ánh mắt tần hoan rơi vào đám y phục rơi trên đất. Lẫn trong đám y phục là một đôi giày màu xám, trên đế giày vẫn còn dính một lớp đất sét màu đen. Ngay lập tức Tần Hoan nheo mắt, đây là một loại phân bón dùng cho than lên men để bón cho hoa trong vườn lan. Y phục này là của ai? Tần Hoan hỏi một bà vú già. Bà vú kia hơi sững sờ, vội trả lời. Những thứ này đều là y phục hàng ngày của Hà quản gia, bọn nô tỳ đang giúp hắn mang đi giặt. Tần Hoan khẽ mím môi, sau đó nhìn sang bên cạnh, thấy Nhạc Ngưng nhìn nàng đăm chiêu, Tần Hoan cười cười. Quân chúa không biết đường, để Tần Hoan dẫn người xuất phủ. Nhạc Ngưng gật gật đầu, cũng nhìn thoáng qua y phục dưới đất rồi mới đi ra ngoài. Chương 27: Dùng dao của ta. Xe ngựa chạy như bay, Nhạc Ngưng ngồi im lặng trong xe ngựa, không hề giống mấy cô nương trẻ tuổi hoạt bát hay nói chuyện. Tần Hoan nhìn Nhạc Ngưng, tự nhiên nghĩ đến án mạng đêm qua ở An Dương Hầu Phủ. Mặc dù hiện tại người chủ thẩm án mạng đã không phải là phụ thân, nhưng Tần Hoan vẫn quan tâm đến theo thói quen. Thái trưởng công chúa là do chuyện đêm qua nên mới bị kinh hái. Nhạc ngưng gật đầu. Tổ mẫu cả đời gặp qua không ít sóng gió, nhưng đêm qua. Nhạc ngưng hơi ngừng lại, nhìn về phía Tần Hoan, thiếu nữ quý tộc bình thường ngay cả nhìn một con gà bị giết cũng sợ hãi. Càng đừng nói nhìn thấy rõ ràng một người bị chặt mất đầu, lại còn là mặc giá y đỏ ngồi trong kiệu hoa quỷ dị đáng sợ. Nhạc ngưng vốn tưởng rằng nói đến đây tần hoan nhất định sẽ sợ hãi, nhưng sau khi nhìn sang chỉ thấy tần hoan cứ thế ung dung lãnh đảm, đôi mắt kia giống như một môi sao lạc vào trong dòng suối mát, thản nhiên như không. Nhạc ngưng nhăn mày, vừa mới chứng kiến nàng bị tần xương bắt nạt mà không nói câu nào, cảm giác nàng rất nhu nhược nhát gan, đến bây giờ mới biết hóa ra mình nhìn lầm rồi, nhìn tần hoan mỹ mạo dịu dàng thế nhưng lại rất có dung khí. Tình hình đêm qua là một, hai là do tổ mẫu vốn kỳ vọng quá cao vào việc hôn sự này, cũng hy vọng đại ca từ đó thành ra lập nghiệp hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng chuyện hôm qua xảy ra, chuyện hôn sự này hủy thì không nói, An Dương Hầu Phủ lại có một án mạng. Tần Hoan suy nghĩ sâu xa. Tân Nương là tiểu thư nhà Tống Quốc Công Phủ, lại liên lụy đến An Dương Hầu Phủ, đương nhiên là không đơn giản. Đã qua một đêm rồi, án tử đã có manh mối chưa? Nhạc ngưng nhớn mày, những tiểu nương tử ở trong thành cầm châu này nói về lễ nghi, khi chất đều không có mấy người nổi bật, học thức cùng kiến thức lại càng hạn hẹp trong khuôn viên nội trạch, tần hoan khí chất cao quý, lễ nghi đầy đủ đã là rất phi phàm rồi, vậy mà lại còn hỏi vụ án. Nhạc ngưng nghĩ nghĩ, Lời đồn nói rằng vị cửu tiểu thư này vì công tử nhà hoắc chi phủ nên mới nhảy xuống hồ, là một kẻ bị trói buộc trong hậu trạch không ra cổng trước không bước cổng bên. Một tiểu cô nương nhát gan hèn kém chỉ biết nữ nhi tình trường vậy mà lại chủ động quan tâm đến vụ án. Vẫn chưa có, đã giao cho hoắc chi phủ rồi. Nhạc ngưng đáp một câu đơn giản, nàng muốn xem xem tần hoan còn có thể nói cái gì. Tần hoan gật gật đầu rồi im lặng không nhiều lời nữa. Nhạc ngưng hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến tần hoan mới chỉ có 16 tuổi lại có tâm địa thiện lương, y thuật tỉ mỉ thì liền bình thường trở lại. Xe ngựa đi theo con phố dài trong thành Cẩm Châu, tuy là xe ngựa của An Dương hầu phù nhưng màn che xung quanh lại không hề khoa trương. Từ nhỏ nhạc ngưng đã tập võ, tính tình đương nhiên trầm ổn chấn định, mặc dù dọc đường bên ngoài xe ngựa phồn hoa đông đúc người người qua lại như mắc cử nhưng nàng không hề nhìn ngang nhìn dọc cũng không vén rèm lên nhìn, nhưng ngay cả tần hoan cũng ngồi im bất động lại khiến nàng hơi kinh ngạc. Mặc dù nhạc ngưng cảm kích tần hoan cứu thái trưởng công chúa, nhưng nghe xong hoàn cảnh của nàng trong tần phủ, lại biết được nàng vì công tử chi phủ nhảy hồ liên cảm thấy mệnh nàng quá mức chắc trở, lại quá mức nhát gan nhu nhược, cho nên trong lòng Nhạc Ngưng chỉ thấy cảm kích và thông cảm cho Tần Hoan chứ không hề yêu thích. Nhưng hành trình ngày hôm nay lại khiến cho Nhạc Ngưng có thêm một nhận thức mới về Tần Hoan, mặc dù trên mặt nàng không biểu hiện ra nhưng trong lòng cũng hơi hơi thích tính cách của Tần Hoan. Tuy là bên trong xe ngựa im lặng nhưng giữa Tần Hoan và Nhạc Ngưng lại có một loại ăn ý ngầm. Xe ngựa chạy nhanh, chạy băng qua con phố dài 10 dặm trong thành Cẩm Châu đi hết gần nửa canh giờ mới đến cửa hầu phù. Mới vừa xuống xe ngựa liền gặp lục tụ vẻ mặt lo lắng đứng chờ ngoài cửa phù. Cửu tiểu thư, cuối cùng người cũng đến rồi, người mau mau đi xem đi, lão phu nhân sau khi nôn mửa đã té xỉu rồi. Tần hoan nhớn mày, nhạc ngưng xa sầm. Sao lại như thế? Lúc ta ra ngoài tổ mẫu rõ ràng còn có thể ăn cơm nói chuyện. Đáy mắt lục tụ lóe lên, Quân chúa, trước tiên cứ đi xem lão phu nhân quan trọng hơn, việc này để chút nữa lại bẩm báo lại với người. Đương nhiên nhạc ngưng biết đạo lý này, lôi sành sạch tần hoan vào trong phủ rồi đi thẳng đến viện của thái trưởng công chúa. Đêm qua xảy ra chuyện, tất cả đồ trang trí hôn lễ trong an dương hầu phủ đều đã dỡ bỏ, chỉ còn lại trong góc sân chất một đống lớn lụa đỏ đen hì, tần hoan đảo mắt nhìn từng cái, trong lòng dần dần trầm xuống. Ngay lúc nàng vừa mới bước vào cửa viện của Thái trưởng công chúa liền gặp Giang thị đỏ mắt chạy từ trong ra. Vừa nhìn thấy Tần Hoan, đáy mắt Giang thị sáng lên, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Hoan nhi, con đến rồi, mau đến xem đi, mẫu thân không ổn rồi. Phu nhân đừng vội, mau dẫn con đến gặp Thái trưởng công chúa. Tần Hoan nhíu mày, trong lòng đã chắc chắn bệnh tình của Thái trưởng công chúa không tốt rồi nàng đi theo giang thị vào trong mới vừa đi đến cửa đã thấy trong phòng đứng đầy người an dương hầu nhạc quỳnh cùng nhạc giá đều đã ở đây chỉ không thấy nhị thiếu gia nhạc thanh nhạc quỳnh vừa thấy nàng tới liền vội vàng chạy lại đón cửu cô nương mẫu thân ta bà ấy tần hoan liếc mắt nhìn về phía thái trưởng công chúa nằm trên giường nàng không có thời gian nói chuyện phiếm với người nhà nhạc phủ nàng giơ tay lên ngắt lời nhạc quỳnh Hầu ra bình tĩnh một chút, để dân nữ xem đá. Mặc dù tần hoan bước đi rất nhanh nhưng thần sắc lại cực kỳ chấn định, lúc nàng đến gần giường, hốc mắt hơi co rụt lại. Thái trưởng công chúa vẫn mặc nguyên y phục bên ngoài, nhưng hai chồng mắt bà mở to, toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh đen môi tím tái, hô hấp mảnh như tơ. Tần hoan nghiêng người, nắm lấy hai gò má thái trưởng công chúa, thấy cánh môi thái trưởng công chúa hơi mở, thoáng lộ ra hàm răng vàng vọt của bà. Tần hoan hơi dùng lực, mơ hồ có thể nhìn thấy được trong miệng có bọt mật đục ngầu hiện lên, nàng cau mày, tay sờ xuống ngực và bụng thái trưởng công chúa, chỉ thấy ngực bụng bà căng trướng lên, ấn cũng thấy mềm nhũn. Tay tần hoan ngừng lại, trên thái dương có một tầng mồ hôi mỏng. Cửu cô nương, sao rồi? Có thể cứu không? Tình trạng này của thái trưởng công chúa nếu như một người không biết y thuật nhìn đến cũng đều hiểu rằng đã là khá nguy kịch, huống chi người nhạc gia từ lâu đã biết bệnh tình của thái trưởng công chúa. Tần Hoan đứng thẳng lên, từ lúc bước vào đến nay lần đầu tiên nét mặt trở nên trầm trọng. Ngũ tạng thái trưởng công chúa đều đã bị tổn hại, khó có thể kéo dài. Tần Hoan nói xong, nước mắt giang thị chảy như thác đổ. Hầu ra, thế này làm sao tốt được? hôm qua an dương hầu phủ mới xảy ra chuyện hỗn loạn như vậy hôm nay thái trưởng công chúa lại sắp qua đời tần hoan hơi ngừng lại rồi cắn răng nói có điều tần hoan có thể cố gắng thử một lần tần hoan nói xong giang thị và nhạc quỳnh đều bình tĩnh nhìn nàng nhạc quỳnh nói cửu cô nương nếu như con có thể cứu được tính mạng mẫu thân thì bất kể con yêu cầu điều gì bản hầu cũng sẽ đồng ý với con trong khoảng khắc tần hoan đã quyết định được phương pháp trị bệnh, nàng không vì lời nói của nhạc quỳnh mà cảm động, mà cứ thế quay sang cởi cúc áo của thái trưởng công chúa ra. Mời hầu gia và thế tử ra ngoài trước, còn cần một ít dược liệu, xin phu nhân và quận chúa hỗ trợ chuẩn bị. Dừng một chút, tần hoan lại nói. Lại chuẩn bị thêm một thanh đoàn đao mỏng mà sắc. Thời khắc quan trọng, những lời này đều là mệnh lệnh liên quan đến sinh tử của thái trưởng công chúa nên đám người nhạc quỳnh không dám khinh thường nhưng khắp an dương hầu phủ có cũng chỉ là đau thương kiếm kích phải đi đâu tìm được thanh đoàn đao mỏng mà sắc bén đây nhạc quỳnh đau lòng tiến lên cửu cô nương chỉ sợ trong phủ không có loại đoàn đao này như con yêu cầu hiện tại lập tức đi vào phường thủ công trong thành tìm một thanh có lẽ kịp tần hoan trao mày chỉ sợ không kịp dùng dao của ta. Tần Hoan chưa kịp nói hết, một giọng nam tử vang lên. Mọi người bên trong đều sửng sốt, quay đầu nhìn lại thấy chính là Yến chỉ đang đi nhanh đến. Hắn rút ra một thanh dao găm treo bên hông rồi tiến lên trịnh trọng đưa đến cho Tần Hoan. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 28, mổ bụng. Hôm nay Yến chỉ mặc thường phục, tóc đen chỉ búi lên một nửa, áo khoác đen thêu hoa văn màu vàng, càng làm nổi bật lên bờ vai rộng và cánh tay dài của hắn, khí thế rất bức người. Lần đầu tiên Tần Hoan nhìn thấy Yến chỉ ở gần như vậy, nàng chỉ cảm thấy hắn tuấn Mỹ không gì sánh được, hai tròng mắt hắn sáng như bầu trời sao trong đêm lạnh, vừa đẹp đẽ cao ngạo lại vừa uy nghiêm đáng sợ, giống hệt như con dao găm đang nằm trong tay hắn. Đó là một con dao ngắn không thể dùng làm vũ khí. Dao dài khoảng ba tắc, chuôi dao rất ngắn, điêu khắc hoa văn rồng, Mũi dao hơi cong tạo thành một đường cong tao nhã, giống như cắt xuống một mảnh trăng để làm dao. Trên vỏ dao có khảm bảo thạch ngũ sắc, vừa hoa lệ vừa tôn quý. Nhìn con dao tinh xảo giống như đồ chơi, nhưng qua lớp vỏ dao Tần Hoan cũng cảm nhận được một dòng sát khí sắc bén. Tần Hoan nhìn Yến Trì rồi nhận lấy dao. Trên vỏ dao vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay Yến Trì, Tần Hoan đối diện với sống lưng thẳng tắp của Yến Trì kia trong lòng có chút ấm áp thoải mái, sau đó lại thấy mềm mại con dao này nặng hơn một chút so với tưởng tượng của Tần Hoan, nàng rút ra một cái liền nheo mắt. Thân dao được luyện thành từ một loại thép rất hiếm gặp, sáng bóng có thể soi gương, lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, quan trọng nhất là hình dáng dao tinh xảo rất dễ dàng cầm trong tay, mà cả con dao lại mỏng như cánh ve có thể giấu trong tay áo, có thể che ở búi tóc, tần hoan cực kỳ hài lòng. Đây là Hàn Nguyệt, có vừa tay không? Tần hoan ngước mắt nhìn qua Yến Trì, mắt đối mắt trong mắt tần hoan vẫn là vẻ ung um dung như khói lạnh phủ xuống trong màn xương. Dao này có thể dùng, đa tạ thế tử. Yến nghỉ nhìn vượt qua đầu vai tần hoan về phía thái trưởng công chúa, hắn hơi nhíu mày, bản thân cũng ý thức được tình hình nguy kịch của thái trưởng công chúa. Yến chỉ bình tĩnh nhìn tần hoan, khóe môi trầm xuống. Nhưng có thể nắm chắc. Tay tần hoan cầm hàn nguyệt, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Yến Trì đôi mắt trước giờ trông giống như sao trời lồng lộng của hắn giờ phút này lại giống như đáy vực sâu thẳm có thể hút người, ánh sao tan biến, hắc ám mút trời. Tần Hoan cảm thấy ra đầu tê giải, cho dù tâm trí của nàng cứng rắn cũng suýt chút nữa bị ánh mắt của hắn dồn ép thối lui. Nàng không hề quên người trước mặt nàng này sống ở hoàng tộc, là một ma vương ngay từ nhỏ đã tổng quân chiến công hiền hách hắn không phải là loại vũ phu chỉ biết hành quân đánh trận công thành đoạt đất. Hắn cũng không phải là thiếu niên trên mặt mang theo ý cười trong sáng cởi mở như lúc ở trước mặt thái trưởng công chúa, mà hắn ngục lặn giữa triều đình và biên cương với quân công hiền hách. Hắn tùy ý thưởng thức quyền lợi mà người khác không thể với tới. Dưới vẻ bề ngoài tuấn giật tôn quý này, trong xương cốt kiên cường bất khuất khiến người run sợ này, hắn còn có tài mưu lược cùng đầu óc thủ đoạn vô song đây mới là Yến Trì. Tay Tần Hoan nắm chặt Hàn Nguyệt. Chỉ cần có một người tin ta, ta sẽ không để cho người đó thất vọng. Yến chỉ nhíu mày càng chặt nhưng u ám trong mắt lại tan đi, ngôi sao sáng rực lại ngoi lên từ đáy vực sâu, hắn cong môi cười. Cứu được cô nái nãi thanh hàn nguyệt này tặng ngươi. Tần hoan sừng sốt, Yến Trì lại cười xoay người. Hầu ra, giá huynh, chúng ta ra ngoài đợi yến chỉ bất thình lình đến đây giờ phút này mấy người nhạc quỳnh mới phản ứng kịp hàn nguyệt của hắn vừa cứu nguy bọn họ một bàn lại nghe thấy câu nói vừa rồi của tần hoan nhạc quỳnh nói một câu xin nhờ cậy cửu công nương rồi xoay người đi ra ngoài tần hoan cũng hoàn hồn rất nhanh nàng nhìn thoáng qua hàn nguyệt sắc mặt vững như bàn thạch vừa ra khỏi cửa lông mày nhạc quỳnh liền nhíu lại liếc mắt một cây da xung quanh rồi hung hãn nói thanh nhi đâu nó làm cho mẫu thân tức giận thành cái dạng này bây giờ nó lại chạy đi đâu rồi đáy mắt nhạc giá tràn đầy tơ máu phụ thân đừng vội đã phái người đi tìm rồi nhạc quỳnh siết chặt quả đấm thái trưởng công chúa bệnh tình nguy kịch giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng ông thân hình ông vốn cao lớn giờ đây như lùn xuống một đoạn bên thái dương đã có vài sợi tóc bạc chỉ sau một đêm cả người đã già đi rất nhiều. Hoác chi phủ bên kia nhất định sẽ đến đây nhanh thôi, Thanh Nhi. Dẫn nó về đây, cho dù có thế nào, nếu như nó thật sự phạm tội thì đều phải thừa nhận. Nhạc Quỳnh nói xong lắc lắc đầu. Ban đầu là hôn sự của con bị phá hủy, sau lại đến Thanh Nhi, mẫu thân làm sao có thể chịu đựng được. Nhạc giá gật gật đầu, hôm qua hắn vẫn còn tân lang hăng hái phấn khởi, hôm nay cũng tiểu tụy suy sụp hẳn đi. Yến chỉ ở bên cạnh nghe được mấy lời này thì lông mày khẽ nhếch. Lúc ta vừa mới vào phủ từ cửa bên thì thấy ở ngoài có đoàn bách tính đang náo loạn, ta nghe mang máng là nói nhị thiếu gia đánh chết người. Cô nãi nái là vì chuyện này nên mới bị bệnh. Từ sáng sớm Yến Chỉ đã ra khỏi cửa, dẫn binh lính mình mang theo đến bố trí ở đại doanh ở Cẩm Châu, lúc quay về phủ thì biết được bệnh tình của thái trưởng công chúa nguy kịch nên vội vàng chạy đến đây. Nhưng vì sao mà bệnh tình nguy kịch thì lại không biết. Nhạc Quỳnh gật đầu. Đúng vậy, chuyện đêm qua còn chưa có manh mối, hôm nay lại. Mới nói lời này xong thì Giang Thị cũng đi từ bên trong ra, lau nước mắt nói. Liên tiếp gặp phải hai lần án mạng, cũng không biết có phải phủ chúng ta chọc phải kẻ tiểu nhân nào, chuyện của Giá Nhi thì không nói, mặc dù thanh nhi yêu thích quyền cước công phu nhưng cũng sẽ không đánh chết người. nhạc quỳnh thấy vậy đi sang ôm lấy vai giang thị. nhạc quỳnh và giang thị là phu thê từ lúc trẻ, sau khi thành thân phu thê hòa thuận cũng không nạp thiếp, đây cũng chính là tổ huấn của nhạc gia. nhạc quỳnh từ thời niên thiếu đã tổng quân bên ngoài, phu thê gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, toàn bộ việc lớn nhỏ trong phủ đều dựa vào giang thị xử lý bởi vậy nhạc quỳnh vừa yêu thương vừa cảm kích giang thị cho đến hiện tại nhạc quỳnh lại càng yêu thương giang thị hơn nữa hiện giờ bệnh của mẫu thân là quan trọng nhất bên hoắc chi phủ ta đã phái người qua nàng yên tâm nếu là thanh nhi bị oan thì hoắc chi phủ nhất định sẽ tẩy rửa oan khuất cho thanh nhi nhạc quỳnh nói xong lại nhìn nhạc ngưng ngưng nhi con và mẫu thân con chuẩn bị đồ cho cửu cô nương chăm sóc cẩn thận cho mẫu thân con nhạc ngưng vội vàng gật đầu mặc dù nàng tập võ từ nhỏ khiến cho toàn thân đều mang dũng khí của nam nhi nhưng nàng cũng cực kỳ hiếu thuận với mẫu thân nghe thấy thế nàng liền đỡ lấy giang thị đi về hướng nhà kho trong phủ chuyện nhị thiếu gia nhạc phủ đánh chết người đã tạo thành một đám mây đen che phủ trong lòng tất cả mọi người nhưng bệnh tình của thái trưởng công chúa mới là chuyện khiến cho người trong nhạc phủ lo lắng nhất mấy người nhạc quỳnh đi ra sảnh bên cạnh chỉ nhìn thấy đám nô bộc phụng mệnh cầm dược liệu nước thuốc chạy tới chạy lui nhưng đợi tận nửa canh giờ cũng không thấy tần hoan đi ra chẳng bao lâu sau giang thị và nhạc ngưng cũng đi đến sảnh bên cửu cô nương đang thi châm cho mẫu thân mẫu thân còn chưa tỉnh giang thị thở dài nhạc quỳnh vội an ủi bệnh của mẫu thân đã rất nặng đương nhiên sẽ không dễ dàng tỉnh lại mọi người trong phòng đều chờ đợi với tâm trạng cực kỳ lo lắng chưa đến nửa canh giờ sau lục tụ mang sắc mặt hoàng hốt chạy đến sảnh bên. Lão gia, phu nhân. Ngay lập tức mấy người nhạc quỳnh đứng dậy. Mẫu thân thế nào rồi? Lục tụ suýt thì khóc hòa lên. Lão gia phu nhân, cửu cô nương nàng ấy. Nàng ấy muốn dùng dao mổ bụng thái trưởng công chúa ra. Cái gì? Giang thị sợ hãi hô lên, hai bắp chân mềm nhũn suýt nữa ngất đi. Chương 29, căng thẳng. Nhạc Ngưng đỡ lấy Giang thị, vội hỏi Lục Tụ, "Cửu cô nương nói như thế nào?" Đôi mắt Lục Tụ đỏ lừ, khó khăn cất lời, "Cửu cô nương cái gì cũng không nói." Giang thị cầm tay Nhạc Quỳnh, "Lão gia, sao lại phải mổ bụng mẫu thân ra? Phương pháp chữa trị kiểu này xưa giờ chưa từng nghe nói qua." "Lão gia, đi mời Hoàng Thần y đi, Hoàng Thần y." Ít nhất thì Hoàng Thần y chắc chắn sẽ không mổ bụng bệnh nhân ra. Nhạc Quỳnh trao mày, ông cũng không ngờ được Tần Hoan sẽ điều trị theo cách này. Bọn họ căn bản đều tin tưởng Hoàng Cẩm Nguyên, nhưng sau chuyện lần trước Thái trưởng Công Chúa được cứu từ trên đường trở về, Hoàng Cẩm Nguyên xem qua đơn thuốc liền nói Tần Hoan còn nắm chắc bệnh của Thái trưởng Công Chúa hơn ông ta, vì thế hôm nay Nhạc Quỳnh cũng không đi mời Hoàng Cẩm Nguyên. Nhưng mà bệnh tình mẫu thân vốn đã nguy kịch rồi, nay lại còn mổ bụng ra, mẫu thân nào còn có hy vọng giữ mạng sống nữa. Nhạc Quỳnh nhìn lục tụ. Ngươi, ngươi đi nói với cửu cô nương là, hầu ra. Yến chỉ vẫn trầm lặng đứng bên cạnh cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng. Mấy người nhạc Quỳnh nhìn về phía Yến chỉ, Yến chỉ nghiêm trang nói. Giờ là lúc sống còn của cô nái nái, dù hiện tại có đi mời hoàng thần y thì cũng không kịp nữa, không bằng cứ tin cửu cô nương đi. Nhạc Quỳnh mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Yến Trì tiếp tục nói. Đại chu trọng chữ hiếu, chịu ơn phụ mẫu nên không tùy tiện tổn hại thân thể, tóc, da, cho nên cũng có rất ít đại phu dám chữa trị giống như cửu cô nương. Có điều Yến Trì đã ở biên ải nhiều năm, lại nghe nói vui y bên phía giặc nhung có người dùng phương pháp này điều trị, có thể mổ phanh ngực cũng có thể mổ trên đầu, thậm chí còn có phụ nhân lúc khó sinh phải mổ bụng để lấy con ra, sau đó cả mẫu thân lẫn hài tử đều bình an vô sự. Nghe thấy câu này của Yến Trì, Giang Thị trợn tròn mắt. Mổ bụng lấy con, sao có thể chứ? Thời điểm phụ nhân sinh đẻ chính là một lần dạo qua quỷ môn quan, lại còn trực tiếp mổ bụng ra. Sắc mặt Yến Trì nghiêm nghị. Mới nghe thì đúng là không thể tin, thế nhưng việc này hoàn toàn có thật. Tướng sĩ dưới trướng ta có con với người nhung, việc này là hắn tận mắt chứng kiến. Trong mắt Giang Thị vẫn có vẻ căng thẳng. Hầu ra! Nhạc Quỳnh Vốn là quân nhân đã dùng người thì không nghi ngờ còn không tin thì không dùng lại cộng thêm lời nói của yến trì nên rất nhanh đã đưa ra quyết định ông nắm chặt tay giang thị cứ tin tưởng cửu cô nương một lần đi giang thị hoảng loạn đến mức bàn tay cũng run rẩy nhưng vẫn gật đầu được vậy chúng ta tin tưởng cửu cô nương nghe thấy nhạc quỳnh và yến trì nói như vậy lục tụ thở phào rồi quay người lại chạy vào trong buồng vừa mới vào đến cửa tần hoan đã hỏi Hầu gia và phu nhân phản đối rồi phải không? Lục tụ đỏ mặt, nàng là lén chạy ra ngoài báo tin, giống như không hề tin tưởng Tần Hoan. Cửu cô nương, không phải là nô tỳ không tin người, kỳ thực là. Tần Hoan vừa đun nóng rượu vừa lắc đầu. Ta hiểu, ngươi chỉ cần trả lời ta. Phương pháp điều trị này đích xác là khiến cho người ta rất sợ hãi, nếu không phải đang là lúc thái trưởng công chúa ngàn cân treo sợi tóc thì nàng cũng không muốn dùng phương pháp quá mức mạo hiểm thế này. Lục tụ nói. Ban đầu hầu gia và phu nhân hơi lo lắng, nhưng duệ thân vương thế tử điện hạ nói vui y của người nhung cũng có phương pháp chữa trị như vậy, ngài ấy cực kỳ tin tưởng người. Tần hoan ngạc nhiên, không ngờ là yến chỉ lại vì nàng mà ra mặt. Thần sắc tần hoan kiên định hẳn lên, cầm hàn nguyệt nhúng vào bên trong rượu nóng. Bên ngoài sảnh, Giang Thị và Nhạc Quỳnh đều trao mày. Mổ bụng ra là nhìn thấy nội tạng người ta, người bị mổ bụng còn có thể sống được nữa ư so với hai người đó thì yến trì bên này thản nhiên hơn rất nhiều hắn vẫn đứng ở cạnh cửa sổ ánh mắt dừng lại xung quanh vườn hoa mộc châm trong viện còn trong đầu lại hiện lên hình ảnh của tần hoan lần trước là đứng từ xa nhìn lại đã khiến cho hắn kinh diễm bây giờ nhìn nàng ở khoảng cách gần cảm giác kinh diễm không hề giảm ngược lại ánh mắt và thần thái của nàng cùng với dũng khí dám cứu thái trưởng công chúa của nàng đều khiến hắn động lòng. Tiểu nương tử mới có 16 tuổi, vậy mà lại có thể thản nhiên đối diện với hắn. Tiểu nương tử 16 tuổi, dám gánh trách nhiệm cứu thái trưởng công chúa. Nàng chắc chắn đã biết rõ nếu lần này không cứu được thái trưởng công chúa, mặc dù người nhạc gia đều thông tình đạt lý không trách tội nàng, thế nhưng việc này truyền ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng nàng không hề ngồi yên không quan tâm đến, mà nàng lại nói thế nào? Chỉ cần có một người tin tưởng nàng, nàng sẽ không để cho người đó thất vọng. Ánh mắt Yến chỉ càng ngày càng rực sáng. Hắn không ngờ hành trình đến Cẩm Châu lần này lại có một thu hoạch lớn đến như vậy. Đêm qua lúc Bạch Phong đến bẩm báo đã nói là vị tần cửu cô nương này khi ở tần phủ đã bị trung dũng hầu phù coi như không tồn tại, sau đó đến Cẩm Châu rồi hoàn cảnh cũng không khác gì hạ nhân còn nói tính cách nàng trước giờ đều hèn nhát, bị người tần phủ bắt nạt cũng không dám nói gì, thế nhưng sau khi nhảy hồ mới xảy ra biến hóa. Yến chỉ nheo mắt, Bạch Phong nói nàng chết đi sống lại, chẳng lẽ... Con người nếu như gặp chuyện cực kỳ đau đớn hoặc có rơi vào hoàn cảnh sinh tử thì rất có khả năng sẽ thay đổi tính tình. Nhưng đây đúng là sự thật sao? Yến chỉ âm thầm lắc đầu, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của hắn, hắn chắc chắn sự việc không hề đơn giản như vậy nghĩ đến đây bỗng nhiên yến chỉ nhíu mày hắn chưa bao giờ để tâm nhiều như vậy đến một cô nương mới gặp hắn hai lần đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây chờ đợi luôn luôn khiến con người ta mệt mỏi tần hoan đến an dương hầu phủ là vào giờ ngọ đợi mãi cho đến khi trời sắp tối đen rồi vẫn chưa thấy kết quả gì chỉ có lục tụ chạy qua chạy lại báo cáo tiến độ Ban đầu cửu cô nương đun sôi rượu mạnh để ngâm dao và châm, vừa dùng ma phí tán và cao cầm máu, sau đó lại bảo bọn nô tỳ lui ra hết. Cửu cô nương, cửu cô nương dẫn ra một chung máu thối từ trong bụng thái trưởng công chúa. Cửu cô nương lại dùng kim chỉ khâu lại bụng của thái trưởng công chúa, nô tỳ nhìn thoáng qua thấy miệng vết thương chỉ dài khoảng một tấc, cũng không thấy máu me đáng sợ như trong tưởng tượng. Lục tụ chạy qua chạy lại, Lúc nghe thấy câu nói, sau cùng thì Giang thị cũng nhịn không được định chạy theo vào bên trong buồng để xem. Khâu bụng, dùng cái gì để khâu? Lục tụ vẫn còn chưa hết vẻ kinh ngạc. Dùng kim thêu, cửu cô nương hơ nóng rồi uốn cong kim thêu, sau đó lại dùng thân cây lanh có trong phủ để làm chỉ. Nô tỳ nhìn thấy ngài ấy ngâm qua rượu nóng rồi sau đó vê lại thành sợi chỉ cực mảnh. Mấy người nhạc quỳnh nghe thấy thế liền quay sang nhìn nhau ai ai cũng cực kỳ kinh ngạc. Đúng thật là chưa bao giờ nghe nói, vậy mà, vậy mà còn có biện pháp như thế này. Lục tụ lại nói, cửu cô nương nói vốn nên dùng ruột dê sẽ tốt hơn, nhưng hôm nay không kịp chuẩn bị. Giang thị nhìn nhạc quỳnh. Ngày xưa hầu ra ở trong cung cũng gặp qua rất nhiều ngữ y, người đã nghe thấy những chuyện này chưa? Nhạc Quỳnh là con trai độc nhất của Thái trưởng Công Chúa, nên lúc nhỏ gần như là lớn lên trong Hoàng Cung Đại Chu có thể nói là kiến thức phi phàm, nhưng ông lại lắc lắc đầu. Chưa từng, những biện pháp chữa trị hiếm lạ này của Cửu cô nương cũng không biết là học được ở đâu. Trong mắt Giang thị dần dần ánh lên hy vọng, Cửu cô nương đúng thực sự là tiên y hạ phàm, con bé nhất định có thể cứu được mẫu thân. Nhạc Quỳnh khẽ gật đầu, những biện pháp hiếm lạ này càng chứng minh tài năng của Tần Hoan. Nếu đã như vậy, tính mạng của thái trưởng công chúa khả năng lớn là có thể cứu được rồi. Giang thị vừa dứt lời, lại có một tỷ nữ đi từ trong buồng ra. Hầu ra, phu nhân, cửu cô nương nói mọi người có thể đi qua rồi. Giang thị mặt mày vui vẻ, vội vàng chạy ra ngoài đầu tiên, những người khác cũng đuổi theo. Yến chỉ đứng tại chỗ một lúc rồi sau đó mới bước theo. Hắn vốn là người cho dù có đối mặt với thiên quân vạn mã quân địch cũng không biến sắc, nhưng lúc này trong lòng bàn tay hắn lại ướt sũng mồ hôi, chờ đợi hơn nửa ngày, trong lòng hắn tự nhiên lại căng thẳng vì tần hoan. chương 30, đánh chết người. Hầu ra, phu nhân. Trong phòng thoang thoảng mùi máu tanh sen lẫn với mùi thuốc, thấy Giang Thị cùng với mọi người tiến vào, tần hoan thản nhiên cúi người hành lễ, trên trán nàng toát đầy mồ hôi cộng thêm sắc mặt trắng bệch, dễ nhận ra vừa rồi nàng mới hao tồn rất nhiều sức lực. Con ngoan, con vất vả rồi. Giang Thị nắm chặt tay tần hoan, lại nhìn sang thái trưởng công chúa nằm nhắm mắt trên giường mẫu thân người tần hoan nói phương pháp của con thành công lời vừa nói ra không khí căng thẳng trong phòng cũng buông lỏng đáy mắt nhạc quỳnh lại càng vui vẻ thế nhưng tần hoan còn chưa nói xong có điều nếu trong vòng hai ngày miệng vết thương của thái trưởng công chúa không bị mưng mủ thì mới có thể tính là tốt còn nếu có chảy mủ thì thái trưởng công chúa vẫn như cũ sẽ vui mừng trong mắt nhạc quỳnh chợt đóng băng ánh mắt mọi người cũng lạnh theo ý của nàng chính là phải đợi hai ngày sau mới biết thái trưởng công chúa có cứu được hay không giang thị cắn chặt răng hoan nhi ý của con là hai ngày này còn nguy hiểm hơn tần hoan gật đầu đúng vậy bắt buộc phải có người liên tục ở bên cạnh thái trưởng công chúa giang thị ngước mắt nhìn lên bầu trời trời đã tối đen như mực khuya lắm rồi hoan nhi hai ngày này con có thể ở lại hầu phù không chỉ có con mới hiểu làm thế nào để chăm sóc mẫu thân nhất. Tần Hoan cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ, sau đó lại quay đầu nhìn thái trưởng công chúa nằm trên giường, nàng do dự một chút rồi quyết định. Được, vậy Tần Hoan sẽ ở lại đây hai ngày. Dừng một chút Tần Hoan lại trấn an. Phu nhân và hầu gia đừng quá lo lắng, tuy hai ngày này là thời điểm mấu chốt thế nhưng Tần Hoan đã cố hết sức. Theo tình hình này thì khả năng miệng vết thương của thái trưởng công chúa bị chảy mù chỉ có hai, ba phần thôi nghe thấy thế Giang Thị liền thở phào nhẹ nhõm, lại căn dặn đại nha đầu Lục Vân bên cạnh mình. Phái một người đi tần phủ thông báo một tiếng, rồi đi dọn dẹp mai viện bên cạnh viện của quần chúa. Lục Vân vội vàng gật đầu đáp lời, lúc này Giang Thị mới cùng Nhạc Quỳnh tiến lên nhìn Thái trưởng công chúa, thấy sắc mặt Thái trưởng công chúa chuyển từ đen sang trắng, hô hấp cũng mạnh mẽ lên một chút. Mặc dù khuôn mặt có hơi tiểu tụy thế nhưng lại không dọa người như ban nãy nữa giang thị lại hỏi hoan nhi tối nay nên làm thế nào tần hoan trả lời tối nay chỉ cần uống thuốc là được giang thị gật đầu nhìn sang lục tụ vậy thì để lục tụ ở đây là được rồi có gì con cứ dặn dò nó đi tần hoan gật đầu căn dặn lục tụ xong thì ngước mắt lên nhìn thấy yến chỉ đứng ở phía sau cùng yến chỉ kiêu ngạo đứng dựa vào giá để đồ ánh mắt hắn cũng rơi trên người nàng tuy khoảng cách không gần nhưng ánh mắt của Yến Trì không bất người như trước đây, hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng. Cái nhìn của hắn không khiến người ta cảm thấy bị hắn mạo phạm vô lễ, ngược lại lại có một loại cảm giác hào sảng mà chỉ tướng sĩ trong quân đội mới có. Tần Hoan cầm Hàn Nguyệt đi ra phía trước. Hàn Nguyệt đã được rửa sạch, đa tạ thế tử. Nhìn hai tay Tần Hoan nâng Hàn Nguyệt đưa đến trước mặt mình, Yến chỉ hơi hất hất lông mày hắn cúi đầu nhìn xuống, lại cảm thấy đôi tay của tần hoan cực kỳ đẹp mắt. Ngón tay nàng thon dài trắng nõn như hành lột vỏ, ngón tay trong suốt không tô màu, sạch sẽ chỉnh tề, vỏ dao hàn nguyệt vốn đã hoa lệ, nằm trong lòng bàn tay nàng giống như đang nằm trong một khối ngọc bích đẹp dịu dàng, càng khiến cho cảnh đẹp ý vui. Quân tử đã nói là làm, ta đã nói muốn tặng dao này cho cửu cô nương, sao có thể thu lại được? Tần Hoan cụp mắt, vật này quá mức quý trọng, Tần Hoan không dám nhận. Trên vỏ dao này khắc hoa văn rồng, chắc chắn Hàn Nguyệt có nguồn gốc từ Hoàng Cung. Huống chi đồ vật có điêu khắc hoa văn rồng, dân thường như này sao dám mang theo bên mình. Nếu như nó có thể đi theo ngươi hành y cứu người thì nó đúng là một vật quý giá, nhưng nếu như nó chỉ là một món đồ chơi trang trí trên người ta thì nó không đáng một xu. Cửu cô nương đã cứu được cô nãi nãi ân tình cỡ này thì dùng một vài đồ vật sao có thể báo đáp. Yến chỉ ngừng một chút lại nói. Chẳng lẽ cửu cô nương muốn cứ mỗi lần cứu người lại một lần bảo người ta chạy đi tìm giao cho mình? Chấm. Tần hoan nhấn mày, không nghĩ đến Yến Trì lại nói hay như vậy, mà lời Yến Trì nói lại nói chúng vào chỗ quan trọng. Trải qua mấy lần này trong lòng tần hoan cũng có dự tính, nàng muốn chuẩn bị một bộ ngân châm riêng cho mình, còn về giao thì đúng là hàn nguyệt cực kỳ vừa tay nhưng nàng không muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận đồ của vị thế tử Điện Hạ này. Điện Hạ nói có lý, có điều sau này Tần Hoan sẽ tự chuẩn bị cho mình. Yến chỉ khẽ cười. Dao mà ngươi muốn phải vừa mỏng vừa sắc, hình dạng và chất liệu cũng phải cực kỳ tinh xảo, loại dao như vậy không phải thợ rèn nào cũng có thể rèn ra được. Thấy Tần Hoan vẫn mang vẻ kiên quyết, Yến chỉ dứt khoát nói. Vậy thì đợi khi nào cửu cô nương tìm được giao thích hợp với mình thì trả hàn nguyệt lại cho ta cũng không muộn. Yến chỉ cho nàng một bậc thang nên tần hoan không tiện khăng khăng làm theo ý mình nữa. Ngay trong lúc nàng phân vân thì ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Khởi bầm hầu ra, đám người kia lại náo loạn rồi. Người chạy tới đứng ở ngoài cửa nói chuyện, nhạc quỳnh nhướn mày rồi vội vàng xoay người đi ra, giang thị và nhạc giá cũng chạy theo. Tần hoan nhíu mày, Yến Chỉ hất hất cầm. Đi xem xem. Nói xong Yến Chỉ đi trước một bước. Tần Hoan nhìn Hàn Nguyệt trong tay mình, đành phải cất tạm đi. Bên ngoài cửa là đại quản gia của Hàn An Dương Hầu Phủ Dương Tịch. Hầu ra, bọn họ khiêng người bị đánh chết lại đây, khiêng từ cửa hông đến cửa chính. Bây giờ có rất nhiều bách tính vây quanh cửa phủ xem náo nhiệt, hầu ra, phải làm sao bây giờ? Tần Hoan nghe thấy thế cũng cau mày, lúc nàng đến đây là đi cửa chính, Lúc ấy cũng không thấy chuyện gì dị thường. Nhạc Quỳnh quay qua nhìn Giang thị, "Nàng ăn bài cho cửu cô nương, ta đi xem." Nhạc Quỳnh nói xong liền đi, Giang thị buồn rầu thở dài nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Tần Hoan nên vội vàng nói, "Trong phủ xảy ra nhiều chuyện một lúc, may là còn có con cứu chữa cho mẫu thân, ta đưa con về mai viện ăn tối được không? Con đã mệt mỏi cả ngày nay rồi." Tần Hoan vốn định gật đầu, nhưng nàng vừa mới nghe được câu người bị đánh chết kia. Ở Đại Chu, phàm là người chết mà không có người thân công nhận là chết theo tự nhiên thì đều được quy về quản lý của quan phủ, trước kia nàng theo phụ thân có nhiều kinh nghiệm, cho nên cứ nghe thấy người chết thì lại chú ý đến theo bản năng. Cuối cùng nàng nhịn không được hỏi, "Phu nhân, không biết trong phủ xảy ra chuyện gì?" Giang thị trong lòng buồn bực, hơn nữa bên cạnh lại chỉ có Nhạc Ngưng và Yến Trì nên nghe thấy Tần Hoan hỏi như thế liền kể một lèo là Thanh Nhi, đêm qua hầu phủ xảy ra chuyện như vậy đến giờ tất cả mọi người trong thành Cẩm Châu đều đã biết, sáng nay lúc nó đến quân doanh thì gặp một đám thợ xây đang xây dựng tường thành. Nói xong Giang thị thở dài. Nó vốn là chỉ đi ngang qua, nhưng lại nghe thấy đám thợ xây này bàn tán về An Dương hầu phủ, nói. Nói giá nhi khắc thê, nói An Dương hầu phủ làm hại mạng người này nó, Thanh Nhi tức giận mới dừng lại tranh luận với người ta không ngờ có một người trong số họ lại không e ngại thân phận của Thanh Nhi, cứ thế nguyền rủa An Dương Hầu Phủ trước mặt nó, lời qua tiếng lại xong đôi bên liền động thủ. Võ công Thanh Nhi rất tốt, đánh ngá người đó xong thì đi luôn, nhưng một lúc sau người kia lại chết. Ban đầu thi thể người đó được mang đến quan phủ báo án, nhưng Hoắc Chi Phủ còn đang bận rộn vì án mạng đêm qua, không ngờ ngày hôm nay An Dương Hầu Phủ lại xảy ra chuyện không may nên mới phái người đến bẩm báo. Lúc đó mẫu thân nghe được tin này mới tức giận mà phát bệnh. Giang thị nói xong lại nhìn về phía cửa phủ. Lúc Hoắc Chi phủ phái người đến thì đám người kia cũng tụ tập ở trước cửa phủ đòi giải thích, ban đầu chỉ đứng ở cửa hông thôi nhưng bây giờ lại đến cửa chính rồi. Tần Hoan nghe đến đây trong lòng liền sáng tỏ, hóa ra là nhị thiếu gia hầu phủ đánh chết người, ắt hẳn là Hoắc Chi phủ niệm tình hầu phủ nên ban đầu mới cố ý kéo dài thời gian, không ngờ là đám người này lại trực tiếp khiêng thi thể chạy đến hầu phủ đại náo. Chẳng trách lúc nàng vừa mới đến đây thì nhạc ngưng cũng không biết vì sao mà đột nhiên bệnh thái trưởng công chúa lại trở nên trầm trọng như vậy. Giang thị thở dài. Giá nhi vừa mới xảy ra chuyện thì Thanh Nhi lại. Thế nhưng Thanh Nhi một mực không thừa nhận, nó nói mình ra tay cực kỳ kiềm chế. Phụ thân nó cho người đi gọi nó về để ra quan phủ đầu thú thế nhưng nó lại tức giận chạy đi. Sau đó quản gia trong phủ đến xem thì người bị đánh chết kia chính xác là toàn thân đều có vết thương, hộp máu mà chết. Nói đến đây hốc mắt bà ửng đỏ. Nếu như chỉ cần đền tiền bạc thì không nói, đằng này chỉ sợ là Thanh Nhi lại gặp họa lao tù. Tần Hoan trao mày. Toàn thân đều bị thương. Giang thị gật đầu. Phải, toàn thân đều bị thương. Mấy thợ xây bên cạnh hắn cũng nói sau khi hắn đánh nhau với Thanh Nhi không lâu thì bị hộp máu mà chết. Người đó vẫn còn chưa có thê tử, bên trên lại có mẫu thân cao tuổi, chỉ có một đám thợ xây giúp hắn ra mặt. Bỗng nhiên Tần Hoan híp mắt. Phu nhân, không vội về Mai Viên, chúng ta cùng ra cửa phủ nhìn xem. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.